Dạ thưa anh chị, theo anh này chia sẻ đó thì mấy con cá tự nhiên rất khó bắt. Còn những con cá nuôi mà mình mua ngoài chợ nó cá to hết rồi, ra ngoài tự nhiên thì nó rất dễ bị người ta bắt. Nên nếu mà muốn thả những cái con cá ở trong chợ ra tự nhiên thì mình nên mua cá giống là tốt nhất. Nó ra ngoài đây không ai bắt được nó, nó có cơ hội học hỏi sinh tồn tới lớn, đúng không anh? Đúng rồi, còn nhỏ ít đâu ai bắt làm gì. Còn mấy con lớn bắt là chết hết. Còn muốn cứu cá đúng cách, phóng sanh loại vật đúng cách thì giải cứu những con trong tự nhiên giống như em này. Thả ra là nó có kinh nghiệm, nó lại tiếp tục sống tốt.